Trong tập phát sóng tuần trước, ba đội của chúng ta đã bước vào một thử thách mới lạ đến từ ban giám khảo. Thử thách đòi hỏi những nhà thiết kế nhí phải có kiến thức về việc chọn mẫu phù hợp với trang phục, từ quyết định lối make up cũng như kiểu tóc. Đó chính là bước đệm để các bạn chuẩn bị tâm lý và kỹ năng trước khi bước vào vòng loại trừ của tuần này. Cô rất là thích cái tóc Nacha đó, cộng với một chút lấp lánh ở trên đuôi mắt, rất là phù hợp. Ngay sau đây, cuộc đua lại tiếp tục. Ba vị huấn luyện viên của mỗi đội phải tất bật và toàn tính những chiến lược mới. Các thí sinh của chúng ta sẽ cố gắng thể hiện để trở thành người dẫn đầu. Hãy bắt đầu những hấp dẫn tại nhà thiết kế tương lai nhí nhé. Con chào cô Giang, con chào ba cô chú huấn luyện viên. Chị chào các em. Cô Giang sẽ cùng đồng hành với các em để thực hiện thử thách này. Và thử thách của ngày hôm nay đó chính là các em sẽ thiết kế bộ trang phục dành cho các cô chú diễn viên trong các vở hài kịch. Team của chú An sẽ là chủ đề tương lai, còn của chú Tiến sẽ là quá khứ, còn của cô Ruby sẽ là hiện tại. Cô Giang nghĩ sao về thử thách của ngày hôm nay? Cô nghĩ rằng ngày hôm nay rất là hay, tại vì không phải là bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được thiết kế những bộ trang phục cho các cô chú diễn viên, và đặc biệt là diễn viên hài, với những cái chủ đề mà các con lựa chọn. Thì bình thường á, giám khảo hay đừng mang tiếng hơi khó tính một chút xíu và không thấu hiểu cho quá trình của huấn luyện viên. Cho nên ngày hôm nay em phải đại diện ban giám khảo xuất hiện đây. Em sẽ quan sát xem các con làm như thế nào, quá trình như thế nào để vòng loại sắp tới đây mình nhận xét có thể được công tâm hơn và làm cho các huấn luyện viên cảm thấy là được chia sẻ nhiều hơn, giúp cho các con có được những cái nhận xét, có được những cái đánh giá nó chính xác hơn. Các con có đồng ý không nào? Trước khi bắt đầu thì chị xin giới thiệu với các em, các cô chú diễn viên đến từ nhóm hài kịch Chuồn Chuồn Giấy. Chuồn Chuồn Giấy là nhóm kịch cổ trang duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành lập vào năm 2012. Nhóm là nơi hội tụ những bạn trẻ đam mê diễn xuất, yêu thích những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống đến từ nhiều trường đại học, nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi như Winter Convention 2011, Winter Convention 2012, Manga Festival 2012, An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ 2013 tại nhà văn hóa thanh niên, và đáng nhớ nhất có lẽ là top 4 Việt Nam Got Talent năm 2014, cũng như gây ấn tượng mạnh trong Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội. Với nét hài duyên dáng, những mảng miếng tuy cũ mà rất mới, dí dỏm, Chuồn Chuồn Giấy luôn là nhóm kịch trẻ được khán giả yêu mến và ủng hộ. Xin chào các bạn. Chú tên là Thái Duy, còn đây là... Chú tên là Đông Hải. Và cô tên là Việt Trang. Rất vui được gặp các bạn nhỏ. Xin chào. Đến với chương trình Nhà Thiết Kế Tương Lai Nhí, ba cô chú rất là náo nức. Tại vì từ đó giờ mình diễn kịch á, mình chưa bao giờ được mặc những cái bộ trang phục đẹp mà có một nhà thiết kế gọi là chuyên nghiệp thiết kế riêng cho mình. Rất mong là chú sẽ chia sẻ được những cái kinh nghiệm mà chú đi biểu diễn để các bạn có thể hoàn thành được cái bài dự thi của mình một cách tốt nhất. Khác với những trang phục biểu diễn thời trang trên sàn catwalk thì trang phục biểu diễn kịch nghệ đòi hỏi phải có độ bền. Tại vì mấy cô chú đi diễn một vở kịch không phải là diễn một lần xong là mình bỏ, mà mình diễn từ năm này qua tháng nọ. Trang phục kịch nghệ nhìn nó thì nó sẽ rất là lộng lẫy, rất là bắt mắt, nhưng mà nó phải có được cái độ nhẹ để các cô chú thở được và độ linh hoạt, đúng không Duy? Đúng rồi, tại vì mình đi thời trang thì mình chỉ có đi ra hay lại nới nuôi mình tạo dáng, nhưng mà kịch thì mấy cô chú phải như thế nào, phải nhảy múa rồi phải té lên té xuống, ví dụ như quánh một phát là té phập sẽ ngã xuống, hoặc là đánh nhau y kèo y kèo, mình quăng lên quăng xuống tùm lum hết. Cho nên là đồ phải có độ bền và độ nhẹ thì mấy cô chú mới đủ sức mà diễn được. Bây giờ ở vòng thi này chúng ta sẽ có một thử thách, đó là thiết kế trang phục cho những vở kịch. Thì ở đây chúng ta có 3 khung thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Bây giờ các bạn nhỏ muốn biết câu chuyện của thời điểm nào nè? Vậy? Ủa thật là bên này tương lai, bên này quá khứ rồi, mình nghe nào chứ? Không, nhưng mà Duy nghe là tương lai nhiều hơn. Đúng rồi, số đông. Mình một lần nữa theo số đông tương lai nha. Cái câu chuyện tương lai thì chú nghĩ ra một vở kịch mà ở nơi đó không có sự xuất hiện của con người, mà lúc đó là robot làm chủ thế giới rồi. Robot, búp bê, rồi những món đồ chơi đã làm chủ thế giới. Và ở đó sẽ có một anh chàng robot rất là khỏe mạnh, rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Có một bác đồng hồ
rất là chăm chỉ, siêng năng, sáng nào cũng thức dậy, đánh thức mọi người cùng dậy với mình để tập thể dục. Bác chào các cháu. Có một cô nàng búp bê xinh đẹp, chú sẽ đóng vai con chuột. Một con chuột siêu trộm. Thì bây giờ mình sẽ nói về trang phục của vở diễn nha. Trời ơi, nôn na quá tưởng tượng nha. Bây giờ anh robot đó, anh robot sẽ được mặc một bộ trang phục rất là cứng cáp, màu phải thiệt là ngầu nha, để cho nhìn thấy anh ta đi diễn những cái động tác tay chân nó phải cứng như vậy, nó không thể nào giống con người. Rồi ngoài ra nữa là trên đồ của anh ta phải có hiệu ứng phát sáng. Mà phát sáng sao mà con chuột nó lé mắt nha. Chú hy vọng là mấy con làm bộ đồ nó hoành tráng như vậy đó. Rồi mình có phụ kiện, phụ ơ gì đó là mình làm hết. Đồng hồ, đồng ơ, cái gì giáp, giết gì là mình làm hết. Cô đồng hồ thì sẽ già một tí. Mình làm sương sương, có cánh cửa sổ mở ra, xong con chim nó thò đầu ra, bút vô mắt con chuột đuôi mắt luôn. Mà đặc biệt là vẫn phải nhún nhảy được. Cái ý tưởng của mình là vậy đó mấy mọi người. Về con chuột của chú đi, chú cũng đang háo hức lắm. Cái vai của chú mà chú xuất hiện ít cho nên chú cũng muốn mình lố lăng để người ta nhớ. Một con chuột cống siêu trộm, trong cái cảnh này là nó đã đi trộm hết tất cả các phòng khác rồi, nó mới vô cái phòng đồ chơi. Thành thử ra trên người của nó là nó mang vác tùm lum đồ ăn, lưng nó đeo ba lô, rồi trên đồ nó là phô mai, xúc xích, rồi trứng gà, rồi bánh, nước ngọt gì là nó treo hết lên người nó như là cái tủ lạnh di động gì đó. Rồi cái lưng của nó là nó đeo tủ lạnh đi. Nó mang tủ lạnh cho nó đi luôn. Ví dụ vậy. Và phong cách của nhóm chú làm là lúc nào chú muốn mình bước ra sân khấu một cái là mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn vào mình. Còn nếu mà với khán giả là tất cả mọi người đều phải dừng lại để chiêm ngưỡng mình, để nhìn ngắm mình. Bên cạnh cái sự diễn xuất thì trang phục thực sự nó cũng rất rất quan trọng. Nếu nguyện vọng của chú là chú muốn là cô búp bê đó là phải giống như là khi mà cô đi ra là cô đi như là siêu mẫu gì đó, cô ra cô về ấy để cho mọi người vỡ òa và cổ chảnh. Mà tại vì cổ rất đắt giá, cái người chủ mua cổ về đây là tốn rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian phải xếp hàng để mua cổ về, thành ra là cổ ỷ mình có giá trị cho nên cổ rất là chảnh. Ý tưởng của em là hoành tráng nhưng mà vẫn nhẹ nhàng để nhảy múa được. Rồi đến khi con chuột nó xé đồ của cổ ra, nó xé rẹt 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 ra thì cổ vẫn tơi tả nhưng mà vẫn phải đẹp. Mình đều có sự tính toán chứ không phải là mình xé ra rách rưới rồi nhiều khi nó hở chỗ này, nó lủng chỗ kia thì nó xấu quá. Đó là xương xương, là vở kịch tương lai nó là gì. Thì đó cũng là nguyện vọng của chú Duy thôi, còn các con là cứ để cho trí tưởng tượng bay xa. Các cô chú rất là hy vọng vào trí tưởng tượng của trẻ con, bởi vì trí tưởng tượng của con nít rất là bay bổng, rất là màu sắc, rất là nhiều sáng tạo. Trong số 3 huấn luyện viên thì không biết là đội nào đã nhận được cái chủ đề đơn giản nhất này à? Ai à? Chúc mừng huấn luyện viên Phan Quốc An. Phan Quốc An. Xương xương vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mình mới vô mà mình không có làm khó nhau. Hèn chi nãy giờ thấy anh An cười quá trời. Cười mà mồ hôi hột có đổ rồi nè. Chiến đấu hết sức mình và sẽ được chiến thắng trong vòng thi này nha các bạn. 1, 2, 3. Yeah. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhà thiết kế tương lai phiên bản nhí mùa đầu tiên. Chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty 1998 Entertainment thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:10 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Thưa quý vị, đã trải qua hơn một nửa chặng đường và những gương mặt xuất sắc nhất đã dần lộ diện. Những đêm thi với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, hạnh phúc khi là người chiến thắng, bồi hồi lo lắng khi chờ đợi kết quả và cả những sự tiếc nuối, những giọt nước mắt khi phải chia tay với những thành viên trong team của mình. Và đêm nay sẽ là một đêm thi vô cùng đặc biệt. Trước khi đến với điều đặc biệt đó, Hân Yến xin được giới thiệu những thành viên ban giám khảo. Xin được giới thiệu Hoa hậu Hương Giang. Xin được chào mừng giám khảo khách mời, nghệ sĩ Anh Đức. Anh Đức sinh năm 1987, là một diễn viên hài nổi tiếng, một MC dẫn chương trình được nhiều người yêu mến. Với nụ cười có cái răng khểnh có duyên và lối diễn nhẹ nhàng, từ tốn nhưng rất chất hài và ấn tượng, anh Đức luôn là cái tên nhắc tới là nhớ ngay trong lòng khán giả và người hâm mộ. Hiện tại, ngoài vai trò diễn viên hài, anh Đức còn có thể tổ chức vở diễn, viết kịch bản và sản xuất chương trình. Và cũng xin chia sẻ với ban giám khảo và tất cả mọi người cùng biết, tập trước là các bé đã nhận được chủ đề rất là dễ thương và đáng yêu. Đó chính là thiết kế trang phục biểu diễn cho những vở kịch. Và các bạn cũng đã được bốc thăm để chọn ra cho mình những vở kịch cùng với nhân vật mà mình sẽ biểu diễn. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Đội huấn luyện viên Phan Quốc An dường như đã bốc thăm một chủ đề khó nhằn là tương lai.
làm sao tạo nên bộ trang phục thời trang nhưng phù hợp với nội dung vở kịch nhóm Chuồn Chuồn Giấy đưa ra, làm sao vừa tạo ấn tượng mạnh với ban giám khảo nhưng vẫn giữ yếu tố quan trọng là trang phục thoải mái và dễ diễn xuất. Đó có lẽ là thử thách lớn nhất đối với ba thí sinh của đội Phan Quốc An. Sự tư duy sáng tạo và dũng cảm nào sẽ mang lại may mắn và thành công cho huấn luyện viên Phan Quốc An? Hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo. Ở thử thách kịch lần này thì An mất rất là nhiều công sức đối với các bé, vì cái thử thách kịch là một thử thách không hề đơn giản. Khác với cái thử thách thiết kế thời trang là chỉ là ăn mặc đẹp đơn thuần, thì cái này là các bạn phải thể hiện cá tính nhân vật và tạo hình luôn cho nhân vật là theo trí tư tưởng của bạn thì nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt là có những yêu cầu rất là khắt khe và đường dây hoạt động của nhân vật mà được đề bài được đưa ra. Và bây giờ xin được mời tất cả quý vị khán giả cùng đến với tiết mục mở màn với chủ đề tương lai từ team Phan Quốc An. Tích tắc đồng hồ quay vòng, tích tắc đồng hồ quay vòng, từng ngày bình thường rèn, rèn. Ủa, 6:30 sáng rồi, sao không có ai, không có một cái món đồ chơi nào trong cái căn phòng đồ chơi này dậy hết vậy? Robot ơi! Ai kêu bot đó? Có bot đây! Xin chào! Xin chào cô đồng hồ đáng yêu! Nhưng mà mới có 6:30 sáng, cô làm gì kêu dậy sớm dữ vậy? Trời ơi! Chúng ta phải dậy sớm để tập thể dục chứ! Ồ, đúng rồi ha! Tập thể dục để tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể! Nào, cùng tập thôi! Thôi đi. Gì vậy? Sao vậy? Mới sáng sớm tinh mơ, một ngày mới bắt đầu mà cô đồng hồ đã mở một cái bài sầu thảm như vậy, làm sao mà mình có hứng khởi tập thể dục được? Trời ơi, cháu không hiểu, như vậy nó mới phù hợp với cái độ tuổi của cô, nhạc sôi động cô nhảy theo đâu có nổi. Không sao đâu. Cô nghe lời con một lần đi, thử nhạc sôi động đi, con chắc chắn là cô làm được. Để cô ha. Ý. Có khách đến. Mở cửa thôi. Xin mời. Bộ này đẹp nha. Wow, đẹp quá à. Ai đây? Xin tự giới thiệu. Tôi là búp bê Fashion Burger. Là gì? Trời ơi, là tôi là con búp bê xinh đẹp. Cái tên của tôi cũng rất là đặc biệt luôn. Là gì vậy? Tôi tên là Annabelle. Búp bê mà tên là Anna, là Annabelle. Tôi tên Anna là Anastasia. Chứ đâu phải là Annabelle đâu. Các bạn có thấy mình đẹp không? Thấy đẹp nè, nhưng mà không biết có cái gì đặc biệt không? Còn có tài năng nữa nha. Tài gì? Mình không biết diễn kịch nữa. Hay quá. Diễn kịch luôn. Đâu, diễn cho cô đồng hồ với lại bạn robot xem thử đi. Nhưng mà diễn gì mới được cho? Diễn cho con chim đi. Chọn chim dễ ẹt à. Con chim nè. Bà ơi, chim hót nè. Rồi bây giờ mình diễn con chó đi. Chọn chó dễ hơn nữa nha. Rồi con chó sủa đi. Go! Con chó quay đuôi.
Quay đuôi, quay đuôi. Cho lộn mèo. Lộn mèo, lộn mèo đi. Nó đu lên cái xà đường. Đu. Con chó nhảy lên trần nhà. Đu. Con chó nhảy lên trần nhà đi. Đây, 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 đây. Thôi. Quá đáng. Quá đáng. Tôi xinh đẹp, tôi lộng lẫy như vậy. Tự nhiên bắt tôi làm con chó. Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu. Thì bạn nói là bạn tài năng, cho nên tôi chỉ muốn thử tài năng của bạn thôi. Thôi đi, không có thử gì nữa hết á. Bây giờ tôi mệt rồi, tôi không muốn chơi với hai bạn nữa. Hai bạn đi đâu đi, phức mắc tôi đi. Kỳ vậy, tụi mình là những món đồ chơi ở cùng chung một căn phòng mà. Đúng rồi. Nhưng mà hai người là hai món đồ chơi xấu xí. Rẻ tiền. Không đáng để tôi chơi chung. Hai người tránh xa tôi ra, đi ra khỏi căn phòng này. Nếu không tôi lấy cái chổi chà tôi xuất hai người ra đó. Bạn bất bê, bạn không được quá đáng nha. Sao? Đừng có tự đề cao bản thân mình rồi hạ thấp giá trị người khác như vậy. Mình nói cho bạn biết, tất cả mọi người trên thế giới này đều có một giá trị riêng của bản thân mình, và những món đồ chơi trong căn phòng này cũng như vậy. Tôi không cần biết. Bây giờ có ra không? Đi thì đi, tụi mình không thèm chơi với bạn đâu. Chào. Ba gì? Vậy là từ giờ căn phòng xinh đẹp này chỉ là của một mình thôi. Thích quá. Nhưng mà mình buồn ngủ quá, phải kiếm một góc nào ngồi ngủ mới được. Ôi, hôm nay chuột ta đây vô mánh rồi. Cái vô được một căn nhà nó to rộng làm sao. Đã như vậy ta còn chuột ơi, phải chuột gắn cái một cái tủ lạnh vô rồi. Trong chiếc túi thần kỳ của ta rồi. Hay quá. Hôm nay ta sẽ gom hết tất cả những món đồ chơi xinh đẹp, đem về nhà mở cửa hàng bán đồ sida. Con búp bê này đẹp quá. Đồ của nó mặc mới đẹp làm sao. Mình phải chôm thôi. Gái. Dậy. Cái bộ đồ này mở ra làm sao chỉ coi. Đang ngủ mà. Mở ra cho ta đó. Ai vậy? Sao lại vô căn phòng này của ta? Trộm siêu chuột, chuột siêu trộm đây à. Cứu ta với. Robot ơi, robot. Robot có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là búp bê đang kêu cứu đó. Đúng rồi, búp bê kêu cứu kìa. Vậy thì mình có nên cứu búp bê hay không? Cứu không? Hồi nãy búp bê nói xấu mình quá trời luôn á. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù sao tụi mình cũng là những món đồ chơi trong cùng một căn phòng, thì mình phải giúp đỡ nhau chứ. Vậy thì cùng nhau thôi. Dừng tay lại. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai mà dám kêu ta dừng tay lại? Con chuột xấu xa kia, nhà ngươi hãy nếm thử sự lợi hại của ánh sáng siêu cấp của ta. Hãy xem đây. Trời ơi, chói mắt ta quá. Trời ơi, chói mắt ta. Hãy xem năng lực của cây kim ngàn năm đồng hồ của ta đây. Đuổi theo nó. Chết ta rồi. Quên ta đi. Búp bê. Quên chết nó luôn. Bạn có làm sao không búp bê? Sao mà khóc dữ vậy? Nó nắm đầu búp bê. Không sao. Nó quên búp bê đâu. Không sao đâu. Búp bê còn đẹp lắm, không sao đâu. Sao rồi? Búp bê sao? Búp bê xin lỗi cô đồng hồ. Trời. Búp bê xin lỗi anh robot. Trời. Anh robot ơi. Gì? Anh robot đừng có giận búp bê nữa. Hồi nãy búp bê sai rồi. Búp bê hung hăng. Búp bê không có lễ phép với anh robot với lại cô đồng hồ. Nhờ có hai người cứu búp bê kịp thời, chứ không mấy hả là con chuột cống kia cắn búp bê tơi bời rồi, hôi bộ đồ đẹp của búp bê luôn rồi. Đúng vậy. Đúng rồi, búp bê biết như vậy là ngoan lắm. Từ nay về sau chúng ta phải ở cùng một phòng, và chúng ta phải thật là hòa thuận và đoàn kết. Đồng ý. Nào, chúng ta bây giờ hãy ăn mừng vì đã chiến thắng con chuột cống tham lam. Trời ơi là trời.
Cảm ơn tiết mục của team Phan Quốc An và các bạn diễn viên vô cùng xuất sắc. Rất là dễ thương luôn. Và cái đỉnh điểm của dễ thương là khi mà cô búp bê đi ra, đúng không? Chỗ nó fashion mà nó dễ thương. Cô bê đó, fashion model. Khen xong giờ không thấy bạn đó luôn. Đây là tác phẩm của huấn luyện viên. Hèn chi? Của ông Trùm. Của ông Trùm, của huấn luyện viên, cho nên mới tác lên được cái vẻ đó của Yến. Đúng là có mắt nhà nghề luôn. Vô tình cái sự đồng điệu của bộ trang phục với các mẫu thiết kế của các con, nó mang lại sự tổng thể hòa hợp cho cái vở kịch này. Cô mời bé Quỳnh Như trước đi. Con lấy ý tưởng từ một chiếc đồng hồ cũ kỹ và đã bị hư, và nó lộ ra những cái vật dụng ở bên trong như là bánh răng, ốc vít và lò xo. Nên là con đã đưa hình ảnh đó vào bộ trang phục của mình. Bộ trang phục của con thì được làm từ nhựa PU, plastic. Ngoài ra thì những cái bánh răng mà con đính trên bộ đồ thì nó được cắt bởi kỹ thuật laser và được in ấn trên bộ đồ để tạo ra một cái hiệu ứng chiều sâu, huyền ảo và 3D. Thực ra con nói là một cái đồng hồ cũ kỹ, nhưng mà bây giờ cái đồng hồ nào mà nó lộ cái bánh răng ra thì cái đồng hồ nó càng đắt nha. Càng xịn đó. Những đồng hồ càng trong suốt là thường đến từ những nhà mốt. Cái chất liệu mà plastic á, nó bọc ra ngoài như vậy mang lại một cảm giác rất là tương lai. Cô biết là cái bản vẽ của con là con có cái ý tưởng nhiều hơn, nhưng mà thực sự để mà nói là ở bên ngoài mình cắt được cái shape như vậy đã là rất là tốt rồi. Cô thích cái cách mà con dùng cái mũ bảo hiểm. Thứ nhất là đáp ứng được tiêu chí là đúng với cái nhân vật. Thứ hai là cô nhìn thấy bản diễn viên rất là tự tin khi mà mặc cái bộ đồng hồ con lên. Và thứ ba là con chọn chất liệu rất là thông minh. Cái màu bạc ở cái cánh tay cộng với cả cái sự trong suốt, nó giống như những cái màn hình trong không gian ý. Cảm giác là rất là tương lai, rất là phù hợp chủ đề. Chúc mừng Nhơ. Không thể hiện được cái chiều sâu, các chi tiết đó. Rõ ràng nó có rất là nhiều tầng lớp đó, cho nên Đức thấy cái điểm đó là điểm cộng. Nhưng mà chứ Đức vẫn tiếc nha, vẫn tiếc một chút xíu là ước gì trong cái đồng hồ này nó có cây kim, giống như trên cái bản vẽ con thể cái hiện. Cây kim nào chú? Kim kìa. Đó, cây kim ngay ngực áo. Có không? Đó, cây kim. Cái kim đây Đồng đang chỉ 2 giờ chiều đó. Đức xin phép chạy lên chút phút. Xíu. Đó, đó cây kim chú. 2 giờ 1 phút nha. Thật sự ra là có mà chú Đức không thấy hả ta? Trời ơi, không lẽ mắt mình kém như vậy sao? Không lẽ có tuổi rồi? Đó, chú không, nhưng mà sai cho con rồi. Cái màu của cây kim đó nó đang bị nằm trên cái nền trùng vào, bởi vì ở trên đó quá nhiều chi tiết. Như con nói cái bánh răng đó, con nói là muốn thể hiện cái chiều sâu, nhưng mà cái cây kim đó nó nổi bật hơn chút xíu nữa thì chúng Đức nghĩ là nó sẽ đẹp không hơn. Anh ơi, trong tương lai người ta dùng cái kim đó không à? Kim tương lai là vậy hả? Là đồng rồi. Hồ sẽ không nhìn thấy kim luôn. Trong tương lai là phải tưởng tượng biết mấy giờ nha. Đóng góp một chút xíu là tại vì cô thấy bộ trang phục của Như gần như là một cái bộ trang phục nó đóng góp phần đinh trong màn trình diễn này. Nếu như mà phần cầu vai làm nó vuông vức hơn một tí xíu, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng đẹp hơn và thời trang hơn cho bộ đồ mà con làm mà sử dụng chất liệu plastic như thế này. Cộng thêm nếu một cái đôi bốt mà nó có kiểu cách một tí xíu bốt trong và có những điểm cái đường mà bánh răng trên đó đó, thì bộ đồ con hoàn hảo xuất sắc luôn. Thêm một chút xíu nữa thôi là đẹp. Cảm ơn Như. Sau những nhận xét có cánh mà ban giám khảo dành đến cho thí sinh Quỳnh Như của đội Phan Quốc An, tuần sau, hai thí sinh còn lại của đội sẽ thuyết phục và lắng nghe những lời góp ý từ ban giám khảo. Đội Ruby Phạm sẽ gặp những khó khăn gì trong việc hoàn thành tác phẩm của mình? Ai ở lại và ai phải ra về? Mời khán giả tiếp tục đón xem ở Nhà Thiết Kế Tương Lai Nhí, phát sóng vào lúc 19:10 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9.